ly mà ngày nào mình cũng uống. Chắc chị muốn uống trà sữa quá. Chị muốn uống trà sữa. Tướng này muốn trà sữa nữa thì thôi chớ. Uống trà sữa cũng mụn mà. Đỡ. Bữa con là có bạn là bình thường không có mụn, làm một quất ly trà sữa lên quất thì mụn. Tùy câu điểm. Không thích uống trà sữa hả? Em á chị? Ừ. Không, em uống cà phê nhưng mà ấy lại tính tính thôi để nó khỏi mụn nữa. Ủa thì thôi khỏi uống đi. Uống nước trái cây đồ đi. Nước ép đồ đây. Cho nó mát. Không heo thì biết đâu là để giảm cân. Đúng rồi, uống rau má với nước rau giúp cá rồi. Chắc nó đỡ mụn hơn. Không biết đỡ mụn không mà nhìn nó ngon. Rau giúp cá chắc cũng ngon đâu. Thì cả khô uống lắm. Sao mà uống được. Mà ông nói vậy thôi chứ làm gì có đâu nước giúp cá cho ông uống. Có ai bán đâu. Ra siêu thị mua giúp cá về xay chị. Ghê vậy, chăm vậy luôn. Trời ơi, mình muốn đẹp là mình phải xiên đúng dạng. Ừ, đúng rồi, đầu tư xiên năng. Không, mặt đỡ mụn nhiều rồi mà. Không. Chị che mất cái ánh sáng này thằng nào. Đi 5 lần là vẫn chưa quen à? Quen gì chị? Quen cảm giác này nè. Quen cảm giác đau quá. Ừ. Ừ, như đau lắm vậy trời. Không, em thấy nó, em cũng quen rồi. Ừ, anh Nam hay nói câu gì ta? Bản lĩnh thì có nhưng mà đau thì không chịu được đúng không? Ủa, ở gần đây hả? Dạ, nhà em xét đây mà. Ủa vậy hả? Hình như lần đầu tiên đi không phải chờ đúng không? Sao chị biết hay vậy? Để giữ đúng rồi. Để giữ, thiệt chứ. Mấy lần trước lần nào cũng chờ mút chị cần câu. Lúc hôm nay việc bạn qua đã có hỏi chị rồi đông hay không? Không, lần nào thấy không hỏi. Thì buổi trước là chị An nói là trước khi qua là phải nhắn hỏi mà. Ừ. Tại vì giờ thời điểm cũng nhạy cảm. Ủa rồi bạn chị nào qua Huy á? Em thì chưa biết. Ừ. Ngủ nó mà nó bận hả? Thất thường. Ừ. Bạn thời tiết không được đâu.
Cái gì? Bắt thì kiếp không được đâu. Vậy hả? Đồng đẳng lắm à. Mà đem cái xe đến đúng ở đây cái nữa ngoài là nhà mình có ba chiếc mà hết nhà luôn. Qua qua hả? Cái nó lại đi đâu rồi? Chờ xíu nha Huy ơi.
không có hết thăm nhanh nhé, Phi Kim đi. Ok, em tên A này tên Bình nhỉ? Bình đúng không? Dạ, em tên Bình. Tên gì? Tên Bình An. Bình An. Giờ tên An hả? Đúng rồi, tên An. Đầy người tên An ấy. Không, thật ra em tên Bình nhưng mà em thích đặt là Bình An. Rồi cuối cùng là ông tên Bình hay là ông tên An? Em thích An Bình nhưng mà em thích đặt mình là Bình An hơn. Hả? Đâu lấy tiền à? Tên Bình nhưng mà cũng thích cũng là Bình An. An Bình không có ý nghĩa, Bình An nó có ý nghĩa. An Bình. An Bình cũng giống như Bình An mà. Ủa khác gì đâu. Thúy An với Bình gì? Thúy. Diễn viên xinh đẹp còn nói tiếng hồi xưa. Có hỏi hả? Ừ, hồi xưa bộ phim đó nổi tiếng lắm, ba mẹ chị khóa hai diễn viên đó xong rồi đặt tên cho chị vậy luôn. Đặt Phương Nam á chị? Không biết. Thế An với tôi Nguyên chị. Ủa thời chị đẹp, có thư viên rồi hả? Tú Quyên. Hai diễn viên, cái bộ phim gì đó. Năm bao nhiêu có điện rồi? Hỏi người không biết gì là sự. Cái bé hỏi này năm bao nhiêu có điện? Không biết. Chị ăn đi không? Chị để trước em mà. Chị để trước em nữa, đó có nghĩa là chị sẽ biết trước em. Chị nghĩ ra chị để có điện chưa? Chị không biết có điện chưa nhưng mà coi tivi đồ các kiểu được rồi. Sạc pin thì em chỉ nằm đâu nữa. Chị á, chị mang đi đâu giấu hết không à? An tìm ra. Thật luôn á, chị An là chuyên gia luôn á. Bà mượn xong rồi bà cứ để đâu không? Hỏi thì kêu chị đâu biết gì đâu. Cứ để đâu xong không nhớ rồi xong hỏi kêu chị đâu biết gì đâu. Giả bộ này tơ độ. Nhưng tốt nhất là cắt lên trên luôn khỏi mượn. Sao mà cầm lòng đậu đúng không? Có tiền là không thể mất cũng thì quên được thôi chứ còn cái gì cũng quên hết.
Bữa nay ở nhà còn tự cậy mụn nữa. Không chị. Chị thấy rồi, em chưa kịp cạo mấy. Này không có thời gian để em cạy mụn mà. Bạn đến vậy luôn à? Dạ, cuối năm mà chị cũng kiếm chút ít dạng Tết chứ. Tết năm nay ở nhà mà, có được đi đâu đâu mà. Chỗ đi trùng trùng. Đừng có cái gì sẽ vô thăm từng người, đi thăm từng nhà hay gì gì đó. Mấy ngày rồi không cạo đâu? Em một tuần. Hả? Vậy là râu cũng chậm, mọc chậm mà. Dạ đúng rồi. Mai nghỉ nhà cạo râu nha. Không, em nghĩ em để đâu, để mệt trai mà. Chắc em để luôn. Trời, có nhiều người nó thích để đâu nhỉ? Thấy em để đâu em đẹp trai hả? Em thấy vậy. Chị không thấy vậy nha. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em... Em hỏi ra cái nhiêu tuổi? Em sinh năm 2000. Năm 2000 hả? Dạ. Ông nội. Ông cạo dùm cái em mua. Cạo đâu đó. Hơi dài so với tuổi hay sao chị? Quá già so với tuổi chứ không phải là hơi nữa. Chú chị nghĩ em sinh năm bao nhiêu? 93. Em chị đau lòng với ảnh. Sao đau cho tim anh vậy Hạnh? Chắc vậy anh brand Hạnh quá. Hai đứa bằng tuổi đấy. Cái gì? 80 thì giờ có con có cháu có bồng luôn rồi. Anh có thể tự sinh ra anh được rồi đấy. Rồi không gì đến nỗi. Đúng. Người cũng 93 là chính xác. Em nghĩ 98, 99 hả? Chị đúng đúng rồi. Nhưng mà em 2000. 2000 thật luôn hả? Sao 2000 được hay vậy? Đúng này 2000. Em sinh niên năm nhiêu vậy Nguyên? Nguyên ơi. Em á. Ừ. Em 97. 97 hả? Ừ. Ờ quên nãy hỏi rồi. Ê, trong này em nhỏ nhất á hả? Ừ. Chứ sao? Em nhỏ nhất luôn á. Em nhỏ nhất nhưng mà em vẫn em mặt em già nhất nha. Bữa sau đi ra đường ấy, người ta hỏi em sinh năm bao nhiêu, đừng nói tuổi thật ra. Dạ. Kì sinh năm bao nhiêu chị? Sinh năm 86. Nên cái tuổi vậy nó phù hợp với gương mặt hả chị? Không. Sao bảo ô 86 sao trẻ vậy? Để người ta khen còn trẻ đúng không? Đúng rồi, chứ đừng nói 2000 nó kêu già đấy. Ok chị. Chiến lược hay. Đúng không? Đúng. Tám sáu chắc bà cũng tình luôn á. Tám sáu là nhiêu tuổi rồi? 35 hả? Ừ. 36 rồi. Má không quá luôn á, thiệt luôn á. Em thương gì mới nói đó, 35 tuổi. Trong khi nó mới có 21 tuổi. Còn lấy râu nữa chứ. Y như nghiệp luôn. Ừ. Nghiệp không ra mày mà. Ừ, hai đứa ngang ngửa nhau luôn mà, bằng tuổi nhau luôn á. Cũng để gầu, nó nuôi gầu nữa chứ. Trời, nó nuôi gầu nó ra vậy vậy, em sắp đẹp trai rồi chị. Ôi má luôn. Nghiệp là phải 80. 86 hả? Không, bạn này thì 86 chứ mà nghiệp thì 80. À, vậy là cái người già anh em hả? Cái người mặt vàng em rồi. Em là còn mập mập, da nó còn căng căng một tí. Kia nó đã gầy, râu nó còn dài này.
Không còn gì để nói nữa. Đừng nói quay qua cái mụn nữa. Thôi luôn á, đem chụp luôn á. Rồi da đen. Rồi sao? Tội nghiệp nhỏ. Mai nó không qua nữa đâu. Từ gái luôn á. Ừ. Thôi tụi chị đùa đó mà. Ủa em ở đây hả? Chắc xạo quá à. Mỗi lần hôm qua là ổng mỗi tổ khác nhau, mỗi ngày khác nhau. Vậy hả? Ừ, đúng. Đâu dám khai từ thật đâu. Coi trong hồ sơ thì lúc đầu qua là khai hồ sơ thiệt đó. Chín lăm hả? Xạo xạo em á. Trời này để râu nữa chứ, men như vậy. Đồng lên anh. Ủa sao giống rằn quá vậy? Gồng gồng. Đang rằn chứ. Gồng cho nó men. Trời ơi, ăn mà gồng cái là muối nổi cục cục con luôn. Muối mỡ. Mỡ nó ngấn 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 ngấn. Không quay được luôn.